Kính thưa quý vị, tôi là Lê Đức và đây là Phương Thảo cùng dẫn chương trình hôm nay. Xin chào quý vị. Hội xin nghỉ hành và các thành viên văn nghệ đội lại. Hôm nay ngày cuối tháng 5 2021 và nhân dân các dân tộc tỉnh Bảo Yên đã ra sức thi đua hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội của năm 2022, một năm ghi nhận rất ấn tượng song khó khăn của đại dịch Covid, được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân và hội người cao tuổi thị trấn Quốc Sản. Tôi xin công bố nội dung chương trình ngày hôm nay: 1. Chương trình văn nghệ thể dục dưỡng sinh chào mừng. 2. Chương trình tổng kết của câu lạc bộ dưỡng sinh Vinh Hạnh. 3. Kiện toàn lại ban chấp hành. 4. Chương trình tổng kết của 4 liên hoan ăn mặn. Cùng mời quý vị đại biểu cùng toàn thể hội viên chúng ta liên hoan ăn mặn. Kính thưa quý vị, trước khi thực hiện chương trình văn nghệ, tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các quý vị đại biểu. Xin nồng nhiệt chào mừng ông Đỗ Hữu Chiến, Phó trưởng ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Bảo Yên đã tới dự với câu lạc bộ chúng ta. Xin nhiệt liệt chào mừng. Với cái sự quan tâm, nhiệt tình và tấm lòng của mình đối với câu lạc bộ dưỡng sinh Vinh Hạnh. Bí thư chi bộ 4B, các bạn tặng câu lạc bộ. trong ban chấp hành câu lạc bộ lên sân khấu để cắt cánh sinh nhật. Kính trân trọng kính mời. Em cảm ơn chị em. Kìa ơi.